Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry lịch sử thế giới. Trung Hoa trong giai đoạn nửa sau của thế kỷ 19 và nửa đầu của thế kỷ 20 là một mớ hỗn loạn khổng lồ, gần như nhấn chìm cuộc sống của nhân dân vào trong màn đêm vĩnh cửu. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi cuộc cách mạng Tân Hợi nổ ra vào năm 1911, dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh và thành lập nên Trung Hoa Dân Quốc. Thế nhưng không, lịch sử luôn là những ẩn số mà người ta không thể nào đoán trước được. Khi nhà Thanh sụp đổ, Trung Quốc lại tiếp tục bước vào một mớ hỗn loạn mới, với hàng trăm thế lực quân phiệt nổi lên như nấm mọc sau mưa. Mọi thứ chỉ tạm thời chấm dứt sau cuộc bắc phạt của Tưởng Giới Thạch vào năm 1928. Hãy cùng nhìn lại quá trình bắc phạt Thu Giang Sơn về một mối của ông qua video này nhé. Nhà Thanh sụp đổ, mớ hỗn loạn bắt đầu. Nhà Thanh từng là triều đại phong kiến khét tiếng một thời trên khắp thế giới. Với quân đội bát kỳ trong tay, họ đã chinh phục Trung Hoa rộng lớn, thiết lập vùng ảnh hưởng khổng lồ của mình ra khắp mọi nơi. Thế nhưng, có thịnh, ắt phải có suy. Cuộc vui nào rồi cũng phải tới hồi kết. Vào cuối thế kỷ 19, nhà Thanh ngày càng suy yếu và mất đi sức mạnh của mình, đặc biệt là sau sự biến Thái Bình Thiên Quốc và bị liên quân tám nước xâu xé. Đế quốc một thời đã không thể trở mình và chỉ còn là một cảnh khô trước gió, chờ tới lúc sụp đổ. Và cuối cùng, cơn gió của thời đại đã đánh gục nó. Cuộc cách mạng Tân Hợi nổ ra vào năm 1911 đã dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh. Thời kỳ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm trên mảnh đất Trung Hoa đã chấm dứt từ đây. Các bạn nghĩ sự sụp đổ của nhà Thanh sẽ là sự kết thúc của màn đêm vĩnh hằng bủa vây lấy đất nước Trung Hoa ư? Câu trả lời là không. Cơn bão tố của thời đại mới chỉ chút những giọt mưa đầu tiên lên mảnh đất Trung Hoa mà thôi. Bão tố và sấm sét bây giờ mới tới nơi. Năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ, dẫn tới các cuộc khởi nghĩa phản Thanh trên toàn Trung Quốc, còn gọi là cách mạng Tân Hợi. Năm sau, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, chính phủ lâm thời dân quốc tại Nam Kinh và lãnh tụ quân Bắc Dương Thanh Triều Viên Thế Khải đạt được nghị hòa Bắc Nam. Theo đó, Viên Thế Khải thay thế Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc để đổi lấy sự thoái vị của Hoàng đế nhà Thanh là Phổ Nghi. Thế nhưng, một rừng thì không thể có hai hổ, một đất nước thì không thể có hai vua. Nếu không đánh nhau tới mức máu chảy đầu rơi, ngọc đá cục nát thì cũng sẽ là những cuộc chiến trong bóng tối để trừ khử lẫn nhau. Và đó dường như đã là những quy luật của thời đại. Năm 1913, cuộc bầu cử nghị viện quốc hội đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc đã thành công. Quốc Dân Đảng, đại diện cho các lực lượng cách mạng ở phía Nam, đã giành được đa số nghị viện. Cán sự trưởng Quốc Dân Đảng là Tống Giáo Nhân đã bị ám sát tại Thượng Hải khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thành lập nội các. Quốc Dân Đảng đã khẳng định Viên Thế Khải là chủ mưu của vụ ám sát, dẫn tới một loạt các cuộc chiến chống lại Viên và sau đó là chính phủ Bắc Dương. Viên Thế Khải là một con người có dã tâm, mang ý chí đế vương. Ngày 12 tháng 12 năm 1915, Viên Thế Khải đã tự trở thành hoàng đế, đặt niên hiệu là Hồng Hiến, muốn một mình nuốt trọn cả miếng bánh Trung Hoa rộng lớn. Thế nhưng, đây chính là những giọt nước làm trà lì dẫn tới những cuộc chiến khởi nghĩa chống lại ông. Ngay lập tức, các tỉnh phía Nam do các tướng lĩnh như Thái Ngạc, Đường Kế Nghiêu, Lý Liệt Quân tuyên bố Vân Nam độc lập tại Côn Minh và phát động phong trào hộ quốc. Năm 1916, Lưu Hiển Thế từ Quý Châu và Lục Vinh Đình từ Quảng Tây, Đô đốc Phùng Quốc Trương từ Giang Tô, Đô đốc Lý Thuần từ Giang Tây, Đô đốc Chu Thụy từ Chiết Giang, Đô đốc Thanh Hương Minh từ Hồ Nam, Đô đốc Cận Vân Bằng từ Sơn Đông cũng bày tỏ sự phản đối và phất cờ khởi nghĩa. Trước những sức ép quá lớn đến từ khắp mọi nơi, Viên dù muốn hay không cũng đã phải thoái vị vào tháng 3 và từ bỏ chế độ quân chủ Hồng Hiến, rồi qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1916. Sau khi họ Viên qua đời, quân Bắc Dương lúc này như rồng mất đầu, bị chia rẽ thành nhiều phái. Có 3 lực lượng chính, đó là đoàn Kỳ Thụy đứng đầu Hoàn Hệ, Tào Côn đứng đầu Trực Hệ và Trương Tắc Lâm đứng đầu Phụng Hệ. Những quân phiệt này đã gây chiến với nhau để giành quyền kiểm soát chính phủ Bắc Dương. Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn loạn khổng lồ, chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Trong những năm 1920, chính phủ Bắc Dương có căn cứ tại Bắc Kinh được quốc tế công nhận là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Hay nói một cách chính xác hơn thì ai kiểm soát được nơi đây sẽ là chính quyền hợp pháp trong mắt quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn đất nước không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Bắc Dương mà nằm dưới sự quản lý của quân phiệt địa phương. Những vị tướng này có quyền lực ngang với hoàng đế trong từng vùng đất mà mình kiểm soát, có quyền thu thuế, ngoại giao, v.v. Khi mà chiến tranh đã trở thành cơm bữa và chính phủ thì không còn kiểm soát, mỗi người một phương thờ một vị chúa của mình, thì các bạn biết nghề gì sẽ trở thành hot trong xã hội không? Câu trả lời đó chính là quân đội. Chỉ cần tham gia quân đội, leo tới chức vị cao thì tiền bạc, danh vọng
là điều không thể bàn cãi. Điều này đã tạo nên một cộng đồng sôi nổi, những thanh niên hăng hái nhập ngũ, càng làm cho những cuộc chiến diễn ra không có hồi kết. Giữa lúc các bên chỉ biết cắm đầu vào combat tổng để tranh giành địa bàn lẫn nhau, thì ở phía Nam, một con rồng vẫn đang ẩn mình để chờ thời cơ tới, không phải là cái tên nào khác, mà đó chính là Quốc dân đảng. Năm 1919, Tôn Trung Sơn đã cải tổ lực lượng cách mạng thành Quốc dân đảng Trung Quốc. Lúc này, ông nhận ra phong trào cách mạng vô sản trên thế giới đang ngày càng lớn mạnh, với điển hình là Liên Xô, nên đã tìm mọi cách để liên lạc với Liên Xô. Đầu năm 1920, Tôn Trung Sơn đề ra một chính sách có tên là Liên Nga Dung Cộng, tức là hợp tác toàn diện với Liên Xô bằng cách kết nạp những thế lực cộng sản và thân cộng sản. Và chính sách này đã rất thành công và cũng chính là nền móng để thống nhất Trung Hoa sau này. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, ông đã thành lập trường quân sự Hoàng Phố và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nơi đây đã đào tạo nên hàng loạt các cán bộ và lãnh đạo ưu tú trong chính quyền của cả Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Quân đội Quốc dân đảng được tổ chức theo mô hình chuẩn Liên Xô, họ mời cả các chuyên gia Liên Xô tới làm cố vấn. Trong chưa đầy 5 năm ngắn ngủi, sức mạnh của Quốc dân đảng giờ đây đã ao trình so với tất cả các thế lực quân phiệt khác, dù có quân số ít hơn. Lý do thì rất đơn giản, đó là các thế lực quân phiệt ở phía Bắc và Trung Nguyên như Trương Tắc Lâm, Đoàn Kỳ Thụy thật ra có tiếng mà không có miếng. Tướng lĩnh dưới quyền thì đầy tham nhũng và bất tài, quân đội thì đều là mô hình kiểu cũ của quân đội Bắc Dương với học thuyết chiến tranh và vũ khí đã lỗi thời, không thể sánh với mô hình hiện đại của Liên Xô. Nhưng khi này thì vẫn chưa phải lúc hành động. Trái với các thế lực khác đang sưng hùng sưng bá khắp mọi nơi, thì Quốc dân đảng vẫn âm thầm chuẩn bị thật kỹ, đến mức thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Và chờ tới khi tất cả các bên đều đã xúc cùng lực kiệt, thì đây chính là lúc mà trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi trong binh pháp. Đúng là lúa chín cúi đầu, sông sầu tĩnh lặng, chỉ có ruồi nhặng mới suốt ngày phát quân đánh nhau và gà mồm lên hô to, có biết bố mày là ai không? Và mọi thứ đã diễn ra đúng theo những gì mà họ nghĩ. Năm 1920, Tào Côn và Đoàn Kỳ Thụy, hai phe mở combat tổng đầu tiên khai chiến với nhau, còn gọi là chiến tranh trực hoàn. Năm 1922, nổ ra chiến tranh Phụng Trực lần thứ nhất giữa hai phe là Trực Hệ do Ngô Bội Phu đứng đầu và Phụng Hệ do Trương Tắc Lâm đứng đầu. Và cứ thế, liên tục ngày này tháng qua, cuộc chiến càng lúc càng lớn và lan rộng ra khắp các vùng khác. Năm 1924, sau nhiều lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, quân Phụng Hệ đánh bại Trực Hệ. Tháng 10, Phùng Ngọc Tường đưa quân tới Bắc Kinh lật đổ đại tổng thống Tào Côn, trục xuất Phổ Nghi, mời Tôn Trung Sơn lên phía Bắc để cùng hợp tác. Trước khi họ Tôn tới Bắc Kinh, Phùng Ngọc Tường và Trương Tắc Lâm đã đồng ý mời Đoàn Kỳ Thụy trở thành đại tổng thống chấp chính lâm thời, đồng thời cũng xóa bỏ hiến pháp lâm thời và Quốc hội sơ niên Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 4 tháng 12, Tôn tới Thiên Tân và được chào đón nhiệt tình tại đây. Ngày 31 tháng 12, Tôn Trung Sơn tới Bắc Kinh. Tại đây, ông phát biểu với những người ủng hộ. Ông khẳng định để giải quyết các vấn đề của đất nước, cần có một hội nghị quốc dân do dân bầu. Đoàn Kỳ Thụy thì khước từ chủ trương triển khai một hội nghị bao gồm các lực lượng quân sự, chính trị và thương nhân, còn gọi là hội nghị thiện hậu. Trong lúc mọi thứ đang chuẩn bị dẫn đến những bước cuối cùng, thì một biến cố đã xảy ra. Ngày 1 tháng 1 năm 1925, tình hình sức khỏe của Tôn Trung Sơn đã ngày càng xấu đi và được đưa vào bệnh viện. Ngày 20 tháng 1, bệnh tình đã trở nên xấu hơn. Ông được chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối và việc điều trị không còn khả quan. Ngày 12 tháng 3, Tôn Trung Sơn đã qua đời. Ông mất khi đại nghiệp của mình vẫn chưa thành. Ông đã dành cả cuộc đời của mình để cống hiến và làm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho người dân. Công lao của ông được các thế hệ đời sau luôn luôn khắc ghi, được người dân của cả Trung Quốc và Đài Loan tôn kính và suy tôn là quốc phụ. Sau khi ông mất, học trò của ông là Tưởng Giới Thạch được chỉ định là người kế vị, tiếp tục xây dựng cơ đồ đại nghiệp chưa thành của thầy mình. Mặc dù là học trò của Tôn Trung Sơn, nhưng Tưởng thì lại cực kỳ ghét chế độ cộng sản và luôn có sự hoài nghi về phía Liên Xô. Nhưng do khi này thì Quốc dân đảng vẫn đang phải phụ thuộc vào Liên Xô, nên ông ta đành phải nhẫn nhịn liên minh với Đảng Cộng sản. Vào ngày 30 tháng 5 năm 1925, các sinh viên tại Thượng Hải đã tập hợp lại tại Tô Giới Quốc tế và tổ chức các cuộc biểu tình phản đối sự can thiệp của nước ngoài và Trung Quốc. Đây còn được gọi là phong trào ngũ tạp. Cụ thể, với sự hỗ trợ của Quốc dân đảng, họ kêu gọi tẩy chay hàng hóa nước ngoài và chấm dứt Tô Giới do Anh, Mỹ kiểm soát. Cục Cảnh sát Tô Giới Quốc tế Thượng Hải phần lớn được điều hành bởi người Anh đã nổ súng vào đám đông người biểu tình. Vụ việc này đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Trung Quốc, lên tới đỉnh điểm trong cuộc bãi công Hồng Kông, Quảng Châu, bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 và đã chứng minh đây là mảnh đất phỉ nhiêu
tuyển dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những lo ngại về sức mạnh đang gia tăng của phe cánh tả và ảnh hưởng của cuộc đình công đối với khả năng gây quỹ của chính quyền Quảng Châu, vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngoại thương, dẫn tới căng thẳng trong mặt trận thống nhất. Trong bối cảnh đó, Tưởng Giới Thạch, người đang ganh đua cho vị trí lãnh đạo Quốc dân Đảng, bắt đầu củng cố quyền lực để chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh chống lại các quân phiệt phương Bắc. Vào ngày 20 tháng 3 năm 1926, ông đã phát động một cuộc thanh trừng không đổ máu và những người cộng sản cứng rắn, những người phản đối cuộc chinh phạt được chính quyền Quảng Châu đề xuất và quân đội của nó được gọi là đảo chính Quảng Châu. Đồng thời, Tưởng Giới Thạch thực hiện các động thái hòa giải đối với Liên Xô và cố gắng cân bằng hỗ trợ cần thiết với Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại các quân phiệt, với những lo ngại về ảnh hưởng của Cộng sản ngày càng gia tăng với nội bộ Quốc dân Đảng. Sau cuộc đảo chính này, Tưởng Giới Thạch đã thương lượng một thỏa hiệp. Theo đó, các thành viên cứng rắn của phe cánh hữu như Ngô Thiết Thành đã bị cách mọi chức vụ để đền bù cho phe cánh tả bị thanh trừng. Bằng cách đó, Tưởng Giới Thạch đã có thể chứng minh sự hữu ích của mình đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô. Viện trợ của Liên Xô cho chính phủ Quốc dân Đảng vẫn được tiếp tục, cũng như Quốc dân Đảng tiếp tục hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một liên minh mỏng manh giữa phe cánh hữu Quốc dân Đảng, phe trung dung của Tưởng Giới Thạch và phe cánh tả Quốc dân Đảng cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc để cùng nhau quyết định đặt nền móng cho chiến dịch Bắc Phạt. Đứng trước sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Quốc dân Đảng, các thế lực quân phiệt đã không thể ngồi yên. Họ biết rằng nếu đơn đả độc đấu thì Quốc dân Đảng sẽ ao chỉnh tất cả, nên đã quyết định phải liên minh lại với nhau để cùng chống lại kẻ thù chung. Năm 1926, có 3 quân phiệt lớn có thái độ thù địch với chính quyền Quốc dân Đảng ở Quảng Châu. Lực lượng Ngô Bội Phu kiểm soát phía Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam. Liên quân Tôn Chuyển Phương kiểm soát Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và Giang Tây. Liên quân mạnh nhất lãnh đạo bởi Trương Tắc Lâm, lãnh đạo chính phủ Bắc Dương, và quân phiệt Phụng Hệ kiểm soát Mãn Châu, Sơn Đông và Trực Lệ. Để đối diện với chiến dịch Bắc Phạt, Trương Tắc Lâm cuối cùng đã tập hợp An Quốc Quân, một liên minh các quân phiệt miền Bắc Trung Quốc. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cái phe đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị bá chủ Trung Hoa. Cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Hãy cùng chờ đón ở những video tiếp theo của series nhé!